đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cung đàn lối nhìn đường tớ cùng sầu chiếc cả hồn thơ để lòng tôi xa lạnh như tờ. Ai đêm con sao sang sông để cho số lòng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu. Ai chiêng duyên bắc về nam, người nơi đầu gió kể em ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Dạ vâng, và kính thưa các bạn, các bạn đang được xem những cái dòng loa chép bốt hàng sách tay của Mỹ, và nó có giá là 750.000 đồng bao ship. Thì năm mới cũng chuẩn bị đến rồi và năm cũ chuẩn bị đi qua. Thì em xin chào tất cả các bác và chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và có một cái năm mới tràn đầy năng lượng. Và hôm nay em giới thiệu đến các bác một trong những đôi chatbot hàng sách tay của Mỹ, dòng sản phẩm được rất là nhiều bác đón nhận và đang sử dụng. Với những dòng sản phẩm này thì tiếng của nó rất là mượt mà nhé, tiếng nó rất là mượt mà và hay. Hiện tại bây giờ các bác đang được nghe qua đôi loa chatbot này. Tiếng rất hay, tươi và nhuyễn, âm thanh cực kỳ là tinh tế. Đâu còn chi nữa mà mong mà chưa. Và nó không bị chói tiếng nhé, nó cứ bị chói tiếng. Và hát karaoke nó cũng rất là hay, hát karaoke nó cũng nâng lên cái tiếng hát của mình rất là nhiều, tiếng nó rất sáng. Ai đêm con sao sang sông để cho tôi. Và quan trọng hơn là đây, em sẽ quay cận cảnh một chút nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, bốt này 8 ohm và 200W Make in USA. Và quan trọng hơn là nó có một quận cản này, hai tụ điện, hai tụ cản cực kỳ là lớn. Và đây là những dòng sản phẩm mà xem bốt bãi sách tay nhé. Đây là phía mặt trước của nó này. Và chân của nó đây thì khi các bác để như vậy thì nó chạy nhạc thì nó rất là chắc chắn nhé, cực kỳ chắc chắn luôn. Vâng, và số lượng của nó thì là còn 3 đôi nhé. Bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì xin các bác thấy vui lòng liên hệ lên số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và em sẽ gửi hàng cho các bác. Yeah.
và khi các bác kết nối dây của nó thì rất là dễ dàng thôi. Các bác chỉ việc ấn vào đằng sau đây và đây, các bác ấn vào đây và các bác kẹp dây vào thôi, cực kỳ là dễ dàng kết nối nhé. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.